nhà ở mặt phố mà xây chung cư mini thì mình nghĩ rằng đây không phải là một giải pháp hay. Lý do tại sao? Bởi vì là một căn hộ ở mặt phố hay ở trong ngõ mà đã cho thuê ấy, thì giá thuê nó cũng không chênh nhau quá nhiều là bao nhiêu. Và thực tế thì khách thuê người ta cũng không quá quan trọng rằng là cái căn hộ đấy nó nằm ở mặt phố hay nó ở trong ngõ, bởi vì đa số họ đi xe máy mà. Và cái thứ hai ấy, là ở mặt phố nếu mà chỉ làm chung cư mini để cho thuê để ở ấy, thì nó rất là lãng phí, bởi vì cái mặt phố nó có giá trị rất là lớn. Chúng ta có thể làm khách sạn hoặc là làm văn phòng thì cái bất động sản chúng ta sẽ có giá trị hơn nhiều. Ở đây mình không chỉ nói đến cái giá trị về mặt dòng tiền mà còn nói đến cái giá trị về mặt thương hiệu cũng như là cái giá trị để thanh khoản sau này. Ở một số trường hợp thì chúng ta có thể làm chung cư mini, ví dụ như là mặt phố ở những cái khu vực mà nó hơi xa trung tâm một chút, nó chưa thể làm văn phòng được đấy, không có công ty nào thuê ở những cái vị trí mà nó xa trung tâm cả. Nhưng mà ở những cái vị trí đấy mà gần một cái trường đại học nào đó thì chúng ta có thể xây các cái tòa chung cư mini, nhưng mà phải thiết kế sao cho sau này đấy, khi cái khu vực đó phát triển, chúng ta có thể chuyển đổi từ chung cư mini sang cái dạng là khách sạn 3 đến 4 sao thì đấy sẽ là một cái giải pháp mà hợp lý hơn. Chứ còn mặt phố lớn ở trong trung tâm mà chúng ta làm chung cư mini thì tôi thấy rằng nó là một cái điều rất là lãng phí. Mặc dù bản thân tôi là người mà môi giới các tòa chung cư mini hoặc là làm xây dựng các tòa chung cư mini, nhưng mà thực lòng tôi không khuyên những anh chị nào mà có nhà mặt phố mà lại xây lên cái chung cư mini. Đấy, nếu như nhà chúng ta ở trong ngõ đấy, mà cái khổ đất nó phù hợp, nó hợp lý thì chúng ta hãng xây.